chào, mình là Henie, chào mừng các bạn đến với Thử thách làm tuyên truyền viên dân số. Đây là chương trình được Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình thực hiện nhằm nhắc nhở các cá nhân, các cặp vợ chồng, đặc biệt là các bạn trẻ cần chủ động lựa chọn các biện pháp tránh thai phù hợp để tránh mang thai ngoài ý muốn. Henie xin thách thức các bạn tham gia thử thách cùng làm tuyên truyền viên dân số với thông tin sau đây. Bắt đầu nào! Bạn có biết thế nào là tình dục an toàn? Tình dục an toàn là biết sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp để tránh mang thai ngoài ý muốn và không bị nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Việc lựa chọn các biện pháp tránh thai có phải chỉ là trách nhiệm của nam giới? Không, đó là trách nhiệm của cả hai. Riêng các bạn nữ cần nhớ rằng nếu lỡ mang thai ngoài ý muốn, thì các bạn luôn là người gánh chịu nhiều hệ lụy nhất, ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai. Vậy hãy áp dụng một trong các biện pháp tránh thai an toàn gợi ý như sau. Đối với nam là bao cao su, thắt ống dẫn tinh. Đối với nữ là viên uống tránh thai, thuốc tiêm, que cấy, thắt ống dẫn trứng và nhớ đừng lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp khi không có chỉ định của bác sĩ. Hãy chọn ngay cho mình một biện pháp tránh thai an toàn hiệu quả để bảo vệ người thân và người ta thương yêu bạn nhé.